xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mây tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm. Mình đã gieo nếm nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là trên ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu. Thơ ơi, chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em tiếp tục lên sóng test và gửi tới các bác những cái mẫu dàn âm thanh mini tới từ thương hiệu của Nhật Bản. Và để mở đầu cho những bộ dàn, những video trong ngày hôm nay thì em được xin trân trọng gửi tới các bác bộ sản phẩm đầu tiên tới từ thương hiệu Victor với tên mã là Victor AK1, một bộ dàn mà tính tới thời điểm bây giờ thì cũng có thể được gọi là một bộ dàn quốc dân. Ở cái phân khúc dàn âm thanh mini loa màng gỗ tới từ thương hiệu Victor, khi mà được rất là nhiều các bác ở Việt Nam tìm kiếm và tin tưởng sử dụng nó trong cái không gian nghe nhạc của mình. Với Victor AK1 thì chúng ta sẽ có cái không gian từ 15 tới 20 mét. Thể loại nhạc của dòng này là vocal acoustic và hòa tấu chơi rất là hay. Nhưng trong buổi sáng hôm nay em sẽ test trên cái nền nhạc bolero nhạc vàng để cho các bác có thể thấy được là bộ này chơi bolero nhạc vàng cũng không hề dở một tí nào. Chất âm tiếng bass rất là hay, tiếng chép vẫn cứ nảy tí tách vậy các bác nhé. Với AK1 thì các bác có thể gặp rất là nhiều, với cái số lượng em bán ra đến bây giờ em cũng không nhớ chính xác là được bao nhiêu bộ. Nhưng để có một bộ đẹp xuất sắc full thùng xốp như bộ này thì lại rất là hiếm gặp các bác nhé. AK1 thì sẽ sở hữu cho chúng ta cặp loa driver 2 đường tiếng, củ loa toàn giải đường kính 6cm, công suất mỗi loa sẽ là 30W. Và cái chiều cao của ampli sẽ là 10, rộng sẽ là 22 và sâu sẽ là 24 các bác nhé. Cũng như chiều cao của loa sẽ là 16, rộng 12 và sâu 22. Một thiết kế nhỏ gọn nhưng lại mang một cái chất âm cực kỳ nội lực, rất là hay, Victor AK1. Đây là khiển zin của thiết bị. Với khiển zin của AK1, chúng ta sẽ có ra vào đĩa công nghệ K2 Technology độc quyền của Victor, cũng như khả năng tinh chỉnh bass chép. Và với AK1 cũng được tích hợp cho chúng ta một đường sub out. Và để bật đường sub out đó, chúng ta phải cần có cái khiển zin này các bác nhé. Em xin phép đặt cái khiển zin sang một bên để quay lại với cái nhân vật chính của chúng ta. Một bộ sản phẩm về hàng với hình thức full thùng xốp thì tất nhiên sẽ là đẹp xuất sắc. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh ampli cũng như là cặp loa này để cho các bác ở gần ở xa có thể nắm được. Cạnh đã được bo tròn mềm mại, mặt trước chúng ta sẽ có, chính giữa sẽ là logo của Victor, màn hình hiển thị dạng nét, bên dưới sẽ là cửa ra vào đĩa, bên dưới nữa sẽ là tên của sản phẩm EX AK1. Rồi đây chúng ta sẽ có công nghệ K2, bật tắt nguồn
tiến lùi play stop ra vào cửa đĩa. Với AK1 thì chúng ta có thể bắt FM lên tới tần số 108, tức là full đài ở Việt Nam các bác nhé. Rồi phía bên này chúng ta sẽ có núm vặn âm lượng hình chứng còn cực kỳ đẹp đó, các bác có thể thấy được cái núm này là cái đắt giá nhất trong cái bộ dàn này, nhưng cũng là cái điểm yếu nhất, bởi vì phía trong này nó là rỗng, bên ngoài là được một bọc miếng nhôm, khi các bác vô tình mà chạm mạnh vào nó sẽ bị móp, và khi các bác cố gắng để kéo nó ra để được đẹp như này thì cũng sẽ không thể nào mà đạt được cái hình thức như thế này đâu các bác nhé. Rồi phía trên lưng máy là một tấm panel nhôm công nghệ đài ớt, cũng như AK1 nó là một con có thể đọc được đĩa DVD, cho nên những cái công nghệ của DVD cũng được Victor khắc luôn ở trên mặt lưng này. Chúng ta có thể thấy là Double Digital, DTS cũng như là Super Vision. Đó. Phía sau của máy chúng ta sẽ có thêm một vài cái thông tin như sau. Vị trí này là đường out video lên TV đó các bác nhé. Hàng nội địa Nhật, điện 100V. Bên này chúng ta sẽ có một đường out in, một đường sub out, khu vực cắm râu anten AM với FM, ngõ ra âm thanh được thích hợp với cái đầu bắp chuối các bác nhé, rất là hay trên một bộ dàn âm thanh mini này. Còn đây là cặp loa, về loa bên trái, củ loa toàn giải đường kính 6cm, đẹp xuất sắc, đó. Gân cao su còn rất là đẹp và mịn màng mềm mại. Đây là hình thức của loa, đây là một vài vết bẩn các bác nhé. Và tất nhiên rồi, hai vế e-cang của loa vẫn còn đang đẹp xuất sắc, em đang đặt ở phía bên cạnh đây. Còn đây là củ loa phía bên tay phải của các bác, có thể thấy được là cái chất liệu loa màng gỗ với tính như tới thời điểm bây giờ mà nó vẫn còn có một cái vẻ đẹp như này, thì chúng ta có thể thấy được là một người chủ người ta đã sử dụng cẩn thận và giữ gìn như thế nào. Còn đây là phía sau của loa thì chúng ta có thêm một vài cái thông tin, cặp loa Victor SP-EX AK1 với công suất là 30W và trở kháng sẽ là 4 ohm các bác nhé. EX AK1 sẽ cho các bác các đường chơi từ CD, rồi có đường 9 in để cho các bác có thể nâng cấp cái khả năng chơi nhạc không dây bằng cách mua thêm một bộ thu Bluetooth và kết nối cho thiết bị, có khả năng bắt FM lên tới tần số 108, cũng như là có đường sub out để cho các bác nào muốn nghe nhạc với cái tiếng bass nó hay hơn thì có thể trang bị thêm. Sản phẩm về hàng với hình thức phun thùng xốp sách đẹp xuất sắc và đang có mức giá là 7.500.000 các bác nhé. Bạn nào quan tâm có thể alo ngay tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm Audio. Còn bây giờ xin được mời các bác chúng ta cùng nghe thêm một bản nhạc nữa dưới sự thể hiện của mẫu Victor AK1 này. Sao quên được anh ơi, những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao. Tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chỉ bao nhớ thưa môi là bao. Nhớ anh dáng từ chiều phai cuối trời, nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay anh buồn khẽ như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi. Lỡ xa rồi
quên sao đành. Một người đêm thơ mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Sản phẩm Victor EX AK1 về hàng với hình thức là full thùng xốp sách với đầy đủ khiển zin đang có mức giá là 7.500.000. Bạn nào quan tâm có thể alo ngay tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm Audio. Xin được chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.